Thanh Xuân xuất xuất bán châu chấu cho các nhà hàng. Châu xanh, châu chấu lúa. Món châu chấu này là ngày xưa là có mà ăn ngon nhỉ, nhưng sợ yếu rồi đấy. Bây giờ châu chấu nó là đặc sản thì nhất là các bác mà hay nhậu á, và món châu chấu và món dế mà không là gọi thứ mồi để tiêu tốn nhiều bia nhất á. Châu chấu phục vụ cho mùa World Cup. Các sản phẩm châu chấu đã được nhặt sạch cấp đông đá. Trang trại Thanh Xuân thu mua cho bà con từ khắp các tỉnh thành. Ai có các cái sản phẩm gì về côn trùng thì Trang trại Thanh Xuân đều hỗ trợ mua. Đây nhá, với cùng nhá. Không cần đâu. Xem tin nhắn thì tìm nóng rồi. Dạ. Dạ, thông báo luôn rồi. Được. Bây giờ sản phẩm đưa vào để các tủ đông lạnh, cấp đông lạnh tiếp, rồi vận chuyển cho các nhà hàng. Số lượng về hàng ngày liên tục và dùng và được các nhà hàng đặt hàng rất nhanh. Bao nhiêu cũng hết ạ. Châu chấu này theo mùa vụ thôi, nhưng chúng tôi chỉ tích trữ được dư ra trước mùa hoặc sau mùa khoảng kéo dài thêm một tháng nữa. Châu chấu sẽ được thu trên khắp các vùng miền, thường thường bây giờ có sớm hơn, sớm nhất. Châu chấu đầu vụ.